Thưa quý vị, rừng tại Đắk Lắk đang đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt là tỷ lệ che phủ rừng còn rất thấp. Đây là thực trạng đáng lo ngại được nhiều đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quan tâm tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật về công tác trồng rừng tập trung, phát triển rừng trên địa bàn giai đoạn 2019-2022. Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Đắk Lắk năm 2021 chỉ đạt hơn 38%, suy giảm 0,4% so với năm trước. Nhưng mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh phải đạt từ 40-42%. Trong khi đó, việc trồng rừng thời gian qua vẫn đạt thấp. Vấn đề này được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm. 4 năm qua, chúng ta trồng mới được khoảng gần 2.000 hectare. Còn lại nếu ta trồng rừng trồng lại thôi. Tức là khai thác xong chúng ta trồng lại thôi khoảng hơn 10.000 hectare đó. Thế như vậy 4 năm qua chúng ta không có tăng được bao nhiêu, không tăng được đáng kể diện tích trồng rừng. 2.000 hectare trên tổng số hơn 200.000 hectare trên tất chưa có rừng hiện nay thì rất là lớn. Đó, như thế phải nói là công tác trồng rừng chúng ta là trồng mới rừng là không đạt hiệu quả. Và tính ra 1% độ che phủ nó tương đương với khoảng là hơn 13.000 hectare. Thì vậy nay chúng ta đang có khoảng 40.000 hectare đất có rừng chưa đủ mật độ, thì tôi nghĩ rằng là để mà thực hiện cái nghị quyết của tỉnh đảng bộ ở cái mức mà 42% độ che phủ thì tôi thấy cái khả thi nhất là chúng ta thì tiến hành phân nuôi tái sinh, mà tất nhiên làm cái này là cũng cả là một vấn đề, trong đó là phải có cái cơ chế và có sự vào cuộc kể cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh tới cấp huyện, cơ chế về tài chính, cơ chế về nhân lực. Vấn đề này cũng được ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk lên kế hoạch triển khai. Tuy nhiên, việc tăng độ che phủ rừng gặp nhiều khó khăn như thiếu nguồn lực, vướng nhiều quy định chính sách. Vừa rồi chúng tôi cũng tham mưu cho Ủy ban tỉnh để triển khai cái nghị quyết này. Chúng tôi xây dựng cái lộ trình, cái kế hoạch để phát triển, để thực hiện cái mục tiêu này. Nhưng mà khi chúng tôi xây dựng lên là không được vì nguồn lực không có. Trong cái giai đoạn này, nếu mà đạt được cái mục tiêu này 40% độ che phủ rừng, chúng tôi phải đạt từ 20-25.000 ha rừng đến 30.000 trên 30.000. Chúng tôi tính toán cái nguồn lực để đầu tư vào về kinh phí, nhưng mà theo ngành nông nghiệp, hiện mức hỗ trợ trồng rừng vẫn còn thấp, chỉ 300.000 đồng một hecta nên chưa thu hút các doanh nghiệp, hộ dân tham gia. Vấn đề này đã được ngành kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Ngoài ra, tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp vẫn diễn biến phức tạp. Trong 4 năm qua có hơn 5.000 vụ vi phạm, trong khi lực lượng bảo vệ rừng còn mỏng. Bài toán tăng độ che phủ rừng vẫn nan giải đối với Đắk Lắk.